bầu túi đựng cần câu mới nhất năm 2020 đến từ hãng Vimax Fishing. Mẫu túi đựng cần câu cao cấp mà đựng đến 8 đến 10 bộ cần câu cho các cái cần thủ. Và đây là mình review chi tiết cái mẫu túi này. Thứ nhất là về cái tất cả cái đường may và khóa kéo ở trên mẫu túi này cực kỳ chắc chắn luôn. Chất liệu vải thì là bảo hành đến 10 năm luôn nhé. Đây mình sẽ dùng con dao này cào. Đấy à, không dễ gì mà rách được cái mẫu túi này, bảo hành đến 10 năm cho cái túi này luôn. Hai là về cái khóa kéo này, tất cả cái khóa kéo ở đây đều là khóa Ikaka ha, khóa Ikaka mọi người ha, mã đồng. Giờ mình sẽ... đảm bảo chắc chắn với một cái túi mà chúng ta có thể dùng được đến tận 10 năm thì chắc chắn là một cái khoản tiết kiệm cho ai bỏ ra cái khoản này, thay vì phải bỏ tiền mua ra những cái túi thực sự chất lượng không có được tốt. Và bây giờ mình sẽ mang lên cho mọi người cùng xem ha. Mẫu túi Vimax Fishing này bao gồm hai ngăn chính và một ngăn phụ. Hai ngăn chính ở đây. Một. Hai ngăn chính và một ngăn phụ đựng cần tay. Đựng đến 10 bộ cần.